Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình hãy góp đến từ một dự án dream có tên là Fishy Say. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click cho bằng link mô tả dưới video mở dream start chatbot đó. Dự án khá là tiềm năng. Rồi, mình sẽ get được bao nhiêu token đây các bạn? Ôi, giờ này đó, đợi phi các bạn chờ một chút xíu nha các bạn. Ok, mình đã nhận được 20 token có cái hiệu là FTE nè các bạn. Thì chương trình góp này nó chỉ random cho 5.000 winner các bạn. Rồi bạn bấm vào first get. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group, kênh seller nè các bạn. Mình làm có 40 tập. Rồi end này, để mình bỏ bớt 1 con nữa các bạn. Rồi tất cả các bạn join vào kênh group nha các bạn. Sau đó các bạn bắt up nè. Tiếp tục các bạn join tiếp kênh seller nữa. Rồi bạn bắt up nè. Rồi các bạn bấm next nữa các bạn. Rồi, tiếp tục các bạn follow tờ Twitter và điền lại username tờ Twitter mình nha các bạn. Xin tờ Twitter đó các bạn theo dõi nè, rồi bạn bắt up nè. Rồi, các bạn điền lại username tờ Twitter mình nha các bạn. Thì bạn mở tờ Twitter mình ra thì dưới bức ảnh avatar mình các bạn sẽ thấy được username tờ Twitter mình nè. Cộng VN nè, chính. Rất là đơn giản luôn. Rồi, tiếp tục thì các bạn copy hashtag này nè các bạn. Giờ tan ba người bạn của mình vô. Like. Các bạn chạy xíu các bạn, rồi mình copy các bạn. Rồi, các bạn sao chép này các bạn. Sau đó thì các bạn vào tờ Twitter nè, tắt tờ tweet nè. Rồi, các bạn like nè các bạn chỉ dẫn cho bài viết cái game cho các bạn. Rồi, sau đó thì các bạn tăng ba người bạn vào các bạn gõ cộng mà nó hiện ra những người bạn của mình nè, để mình lấy cái 5 người bạn của mình các bạn. Thì các bạn lưu ý nha các bạn. Các bạn tăng những người bạn nào thì các bạn tăng thường xuyên các bạn tăng loạn xạ là tờ Twitter nó phát ạt các bạn được. Các bạn tăng vào nè, các bạn tweet lên nè. Sau khi tweet xong thì các bạn mở tờ Twitter của các bạn ra lại nè. Rồi ta. Các bạn nhập cho avatar của mình, nhập cho một hồ sơ nè các bạn. Các bạn chia sẻ các bài các bạn đã tweet nè. Các bạn sao chép liên kết gọi là cho bot nè. Rồi, tiếp tục các bạn submit địa chỉ với bin bi sao match trên bet 20 trên YouTube Collect của mình nha các bạn. Rồi, tiếp tục các bạn bấm vào một platform lấy tiền ghép mà chia sẻ cho ông bè và người thân để kiếm thêm token nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.